Tiben. Motor bơm dầu Daikin 120 lít trên phút. Ben. Ben này cho anh em về chế nhé. Em sẽ đo mấy kích thước cho các bác ha. Ví dụ như là cái vỏ Ben này ha. Đường kính là 250 này. Chiều dài Kitty là 530. Nó đo tổng thể cái thớt luôn á thì nó là 700 ha. Tổng thể cái thớt luôn. Thì vỏ ngoài là 250 ấy, thì đây. Có cây này đã tháo ruột ra rồi này. Em sẽ đo thử cái ruột ha. Ruột nó khoảng chừng 200. Ruột của nó khoảng chừng 220 nhá. Ruột của nó khoảng chừng 220, 2 tấc 2. Thả cái này là cái mặt bứt. Đường kính của ruột là 2 tấc 2. Chiều dài của ruột là 60. Tổng cái T-Ben là dài là 3 tấc. Thì đây, cái ruột này là cho vào lọt lòng trong này ha. Bây giờ mình muốn biết là cái ruột này là bao nhiêu đây ha. Cái ruột này. Vỏ này. Đo thử cái vỏ này bao nhiêu biết lên này. Vỏ này là 2 tấc 2. 220 này. 220 là cái miệng vỏ. Dài sợ 7 tấc tổng thể. Cây nhỏ. Cây nhỏ này nó cũng 70 luôn. 70 73 gì á. Đường kính của cây ngoài nó là 120 này. Khoảng 100 thôi, phi này khoảng 100 thôi nhá. Đường kính này khoảng 100. Đấy. Còn có loại Ben này nữa. Loại Ben này thì đường kính ngoài nó là 140. Tổng chiều dài của cái này, hành trình của cái Ben á, nó được có khoảng 45 thôi. Nhưng mà tổng chiều dài cái T-Ben là 70 ha. Đấy. Thì đây số lượng có hạn nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cây ha. 8 cây, đi làm 2 cặp. 8 cây. Còn cái cây này, cái này thì để em đo thử ha. 1 mét. 1 mét mốt nhá. 1 mét mốt. Đường kính nó là 150 nhá. Đường kính của Kitty là 150. Đường kính Kitty 150. Tổng chiều dài 1 mét mốt. Chiều dài 1 mét mốt thì còn phủ bì. Phủ bì nó khoảng phủ bì đó. Phủ bì nó một phủ bì 1m4 một phủ bì 1m45. Con này có 49 nữa. Con này 49 này. Con này 49. Rồi, anh em nào làm cái này thì liên hệ mình nhé. 0938 312 207 nhé. Còn đây, dụng cụ cầm tay về đây nhé. Đang để đây ha. Đấy, anh em nào làm liên hệ mình luôn nhé. Rồi, đây có con bơm đa tầng ha. Đa cánh quạt. Con bơm này ha. Mình xem nào. 356 kg. 356 kg.
18,5 kW hiệu Hitachi. 18,5 kW hiệu Hitachi ha. Ba lăng motor đủ thứ, anh em kiếm cái gì thì liên hệ nhé. Bao gồm kể cả máy nén khí, máy khoan ha. Còn sửa xe Robin 8,5 HP ha. Màu xanh đẹp, con này mới về. Đây ha. Đồng hồ áp 350 áp. Đồng hồ áp là 350. Đây. Áp là 150 này. Áp con này là 150 này. 8,5 ngựa chứ. Đây, 8,5 PS này, ngựa này. 8,5 ngựa. Con này được 15 lít trên phút ha. 180 vòng phút. Hitachi cao 1m. 360 vòng phút. Kira bàn tròn cao 1m. Hitachi mũi khoan 13 cao 1m. Con này bàn tròn 400. Tổng chiều cao con này chưa? Tổng chiều cao con này 1m45. 1m45. Hiệu Econ nhé. Mũi khoan lớn nhất được phi 23 này. Bán hết lô, anh em nào làm liên hệ mình nhé. 0938 312 207.